Thưa quý vị, tại các vùng nông thôn, nhất là tại những làng quê có nhiều người dân đi lao động nước ngoài, công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng đang rất tập trung, nhất là vào thời điểm này khi nhiều lao động trở về từ các nước có dịch. Bắc Giang cũng là một trong những địa phương tập trung đông người lao động nước ngoài đến làm việc, cũng như là lượng lớn người dân đi lao động nước ngoài. Đến nay thì Bắc Giang vẫn đang thực hiện cách ly với gần 500 người, trong đó thì có hơn 100 người phải thực hiện cách ly tập trung, số còn lại thì được cách ly tại nhà. Có lo, nhưng mà đã có công an người ta về tận nhà trực tiếp. Công an ta về tận nhà trực tiếp là người ta cấm 15 ngày mới cho ra khỏi cổng. Cũng lo vậy đó, lo lắm ở nhà, các ông bố và mẹ đều lo hết. Nhưng các con cho về nhưng mà cho Hà Nội hết rồi, vẫn tập trung Hà Nội hết. Những ngày qua, người dân ở xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang lo lắng khi có nhiều lao động trong làng đi xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản trở về. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hòa là một trong những người làng Hương Gián lao động từ Nhật Bản trở về. Do không sinh sống tại thành phố có dịch, nên khi trở về Việt Nam, vợ chồng anh được cách ly tại nhà. Đến hôm nay, vợ chồng anh đã được 14 ngày cách ly tại nhà. Dù vẫn thực hiện công việc sinh hoạt hàng ngày, tuy nhiên, trong thời gian cách ly, anh chị không được phép ra ngoài, phải đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt để thông báo cho y tế địa phương. Dân làng họ sợ như thế thì trưởng thôn và mọi người xã phường đến làm thủ tục cách ly cho mình, như thế cũng đúng thôi. Tại vì là bảo đảm sức khỏe cho mọi người đỡ bị bệnh giật, dịch nó lây lan. Em Hà Văn Ninh cũng là một trong những lao động từ Macau, Trung Quốc trở về đã hết hạn cách ly tập trung. Tại vì em sợ là người làng nhé, người ta nói này nói nọ nên em chấp hành đi cách ly. Hương Gián hiện có 10 lao động từ các nước có vùng dịch trở về như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Trong khi tổng số lao động của địa phương này tại các nước lên tới 347 người, trong đó tập trung đông tại Trung Quốc, Đài Loan, Macau, Nhật Bản. Khi có lao động ở nước ngoài mà trở về một cái thì là để anh em sẽ xuống gặp gỡ, thế rồi lập danh sách báo cáo, trước hết là theo dõi rồi là kiểm tra cái y tế ban đầu, thế và báo cáo, lập danh sách báo cáo về phòng y tế huyện. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang, hiện địa phương này chưa ghi nhận ca dương tính với COVID-19. Trong số 104 người thuộc diện cách ly tập trung, có 2 người Trung Quốc, số còn lại là lao động hết thời hạn về nước hoặc xuất khẩu chui sang Trung Quốc, trở về tập trung đông tại các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Dũng, Tân Yên. Và để cùng chia sẻ câu chuyện kiểm soát người lao động từ vùng có dịch COVID-19 về nước, nhóm phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Sinh, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang về nội dung này. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của VTC16. Câu hỏi đầu tiên thì xin được hỏi ông, được biết là Bắc Giang là một trong những địa phương mà có cái số lượng con em đi xuất khẩu lao động rất là nhiều, cũng như là trên địa bàn có khá là nhiều những cái khu công nghiệp tập trung đông người nước ngoài. Vậy thì trong cái thời gian vừa qua thì cái công tác kiểm soát dịch bệnh cũng đã được thực hiện ở Bắc Giang như thế nào thưa ông? Vâng, đến tính đến ngày hôm nay thì chúng tôi đã cho cách ly được là 180 đối tượng. Thì trong đó thì là người Trung Quốc là 15 người, còn lại là Việt Nam. Thế và mới đây cũng thêm 2 người Trung Quốc nữa. Thế tổng số người Trung Quốc là 17 đó. Còn lại là người Việt Nam mình ở Trung Quốc về, ở Hàn Quốc về. Thế là kể cả lao động, kể cả các cái học sinh, sinh viên khi mà về cái thì là chúng tôi đưa vào cách ly ngay tại cái cơ sở đã được quy định của tỉnh. Theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế về cái phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona thì Sở Y tế đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh triển khai như là xây dựng kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh, thế rồi thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh ngay từ những ngày cuối của tháng 1 2020. Thế và chúng tôi xác định là Bắc Giang là một tỉnh mà thứ nhất là giáp với lại Trung Quốc, thứ hai là cái doanh nghiệp của Trung Quốc đầu tư vào tỉnh nhiều.
Thế và đặc biệt là cái giai đoạn Tết thì là các cái đối tượng doanh nghiệp cũng như là công nhân thì lại đi lại trong cái dịp này rất là nhiều. Thế do vậy mà ngay từ đầu sau khi mà thành lập ban chỉ đạo cũng như là họp ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ các thành viên, thế và tỉnh đã phân công 3 cái đoàn do đồng chí chủ tịch ủy ban tỉnh một đoàn, đồng chí phó chủ tịch ủy ban tỉnh một đoàn và đồng chí chủ tịch ủy ban mặt trận một đoàn đi kiểm tra 10 huyện thành phố. Thế và đặc biệt là tập trung vào các cái khu công nghiệp, vì sau Tết thì là các cái đối tượng đầu tư ở Bắc Giang sẽ quay lại sau khi mà nghỉ Tết. Thế chính vì vậy mà cái công tác quản lý này chúng tôi phải đặt lên hàng đầu. Thế chính vậy mà ngay sau khi họp ban chỉ đạo xong thì chúng tôi đã tính đến cái đoạn là cái việc tiếp theo là phải tìm cái khu cách ly cho các đối tượng trong vùng dịch về là để thủ tục làm hoàn thiện để cho người ta cách ly đúng theo quy định. Chính vì vậy mà ngay từ ngày mùng 8, mùng 9 Tết là những ngày thứ bảy chủ nhật thì đồng chí phó chủ tịch tỉnh và cùng chúng tôi đã đi khảo sát 3 cái cơ sở của tỉnh để tính đến cái tình huống là sau Tết là các đối tượng sang là chúng tôi có thể là thu dung và cách ly được ngay. Thế thì tỉnh đã ra quyết định trưng dụng 3 đơn vị, đó là Trung tâm Giáo dục Quốc phòng của thuộc trường cao đẳng, chỗ này có thể cách ly được khoảng độ 600 người. Thế và thứ hai là cái trung tâm dạy nghề của hội nông dân thì được khoảng độ trên 50 người, thì cái cơ sở của trung tâm dạy nghề của hội nông dân thì nó có đầy đủ các cái tiện nghi hơn. Thế thì chúng tôi đã dành cho đối tượng là người nước ngoài. Thứ ba là cái trường quân sự của tỉnh, đấy là những cơ sở. Sau khi mà xem xét khảo sát được thì tỉnh đã phê duyệt trưng dụng 3 cái đơn vị này để làm cái khu cách ly cho các đối tượng. Vâng thưa ông, theo ghi nhận ở tại một số những cái địa phương mà có con em đã cách ly và trở về địa phương thì mọi người cũng có chia sẻ là khi mà cách ly thì họ là ở cái vùng dịch ở Trung Quốc nhưng mà họ lại ở Macau, nơi mà chưa xuất hiện dịch. Tuy nhiên thì lại được ở chung với những cái người Hàn Quốc hay là những cái người Nhật Bản. Thì điều này cũng gây ra một cái sự lo lắng, đó là cái sự lây nhiễm chéo. Và cái việc mà cách ly như vậy thì có đúng theo quy trình hay không? Các cái đối tượng được cách ly thì chúng tôi ở cái tại cái trung tâm đó thì chúng tôi phân ra. Thứ nhất là những cái đối tượng mà vùng dịch thì đương nhiên là phải đưa vào cái phòng cách riêng rồi. Thế còn các đối tượng khác mà vào thì chúng tôi cũng tính toán là những cái đối tượng nào là 5 ngày, còn 5 ngày nữa, những người còn 7 ngày nữa, tức là chúng tôi xếp thành nhóm, theo các nhóm ngày. Thế và trước tiên ưu tiên là chúng tôi để là mỗi một người một phòng. Đấy, lúc đầu, giai đoạn đầu ấy, thì là mỗi người một phòng để có cái sự là tránh cái chuyện lây chéo. Thế nhưng mà nếu mà khi mà số lượng nó đông thì chúng tôi cũng sắp có thể là 2 người một phòng. Thế và tinh thần là cũng sẽ phải phân ra, cũng tránh cái chuyện là lây chéo. Thế thì thực ra những cái đối tượng từ Macau với các cái vùng mà nó không phải là vùng dịch như là Vũ Hán ấy, thì là nó là cái những cái vùng ngoài của cái vùng dịch, thì thực ra nếu mà góc độ về dịch tễ thì nó cũng tương đương nhau. Thế nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng là xếp là cách ra, chứ cũng không phải là tập trung vào là 4-5 người một phòng. Đấy là vì cơ sở của tôi là có thể là tập trung cách ly được 600 người. Nên chính vì vậy mà chỉ đạo của tỉnh cũng từ đầu là nói là ưu tiên là lúc đầu cứ mỗi đối tượng có thể một phòng. Đấy, thế xong đấy thì theo nhóm, thí dụ là còn những đối tượng mà còn là 2 ngày thì có thể là vào một phòng. Đấy, 3 ngày vào một phòng, để khi mà ra là chúng tôi còn có cả cái chuyện là chúng ta khử trùng các cái phòng như thế để cho nó đồng loạt. Đấy, cũng như là tẩy uế rồi chăn màn. Đấy, thế nên là cái chuyện mà người ta băn khoăn là cũng có cơ sở, nhưng mà chúng tôi cũng đã tính toán cái việc này để làm sao sắp xếp cho phù hợp.
Vâng, thưa ông, được biết trong thời gian qua thì công tác khai báo của Bắc Giang gặp phải một số những cái vấn đề khó khăn. Vậy thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này? Vâng, cái công tác khai báo các cái đối tượng mà từ nước ngoài về, nhất là cái thời kỳ những cái ngày Tết ấy, ngày đầu từ mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, thì ngay những cái kỳ đấy chúng tôi đã tính là cái chuyện mà chỉ đạo cái việc là nắm chắc các đối tượng. Thế khi mà khai báo thì từ cơ sở thôn đến xã yêu cầu các đối tượng đến để khai báo. Thế nhưng mà trong quá trình khai thì các đối tượng lại khai là cái ngày là về tại cái xã, thế chứ không phải là ngày nhập vào cảnh vào Việt Nam. Thế chính vì vậy mà các cái cán bộ của chúng ta thì lại ghi là cái ngày về xã và họ cũng nói thế và không xem hộ chiếu. Thế chính vì vậy mà khi mà quyết định là đi tập trung thì mới xem cái hộ chiếu của họ thì thực tế là họ đã về được khoảng 12, 13 ngày rồi. Thế thì đây là do là cái việc mà nắm cái thông tin của cán bộ của mình là nó chưa chắc. Thế thì chính vì thế cũng gây cái khó khăn của mấy ngày đầu thôi. Thế còn sau đó là chúng tôi yêu cầu là rà soát chính xác, nhất là cái hộ chiếu cũng như là cái ngày người ta nhập cảnh về Việt Nam. Khai báo sau đó thì là cái việc đối tượng nào về thì chính quyền từ thôn đến xã là khai báo rất là cụ thể, nắm bắt tình hình. Chính vì vậy mà các đối tượng sau khi mà được đi cách ly là họ cũng hoàn toàn là thoải mái, là đúng là người ta đã về được 5, 7, 10 ngày là người ta cũng đồng ý, không có vấn đề gì. Vâng, thưa ông, thời điểm sắp tới thì cũng là Tết Thanh Minh và sẽ có khá là nhiều lao động từ nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc và những cái lao động từ Trung Quốc trở về Việt Nam. Vậy thì cái công tác phòng chống dịch COVID-19 được Bắc Giang triển khai như thế nào? Vâng, về cái tháng Thanh Minh này thì các cái vùng núi, nhất là khu vực Lục Ngạn thì hàng năm đều có cái chuyện mà người Hoa người ta về ăn Tết Thanh Minh, cũng như là một số con em ở quê đi làm cũng quay lại. Thế chính vì vậy mà chúng tôi đã kiểm tra cụ thể ở cái địa bàn như là Lục Ngạn để xem cái cơ sở, nhất là nếu như trường hợp mà số lượng đông thì chúng tôi tính cái chuyện là có một cái khu cách ly tại huyện, để một là bà con cũng sẽ không phải đi xuống dưới này xa, thứ hai là cái số lượng mà đông thì cũng nên tập trung ở trên đó. Và cái bên cạnh đó thì chúng tôi cũng làm công tác tuyên truyền, chỉ đạo cho huyện làm tốt công tác tuyên truyền cho các cái đối tượng mà liên quan đến cái người mà người ta có thể là về trong cái đợt Thanh Minh. Thứ nhất là thông báo cho họ biết là khi về đến Bắc Giang là đầu tiên là phải yêu cầu cách ly 14 ngày. Thế và bước tiếp là cũng phải giao cho chính quyền địa phương nắm chắc các đối tượng khi họ về là phải báo cho ban chỉ đạo huyện, cũng như là làm công tác tư tưởng và báo về tỉnh để chúng tôi làm cái thủ tục là cách ly. Đấy là cái công tác tuyên truyền, công tác nắm bắt đối tượng để cho địa phương làm tốt. Xin được cảm ơn ông ạ. Thời điểm này, các khu công nghiệp ở nước ta đang đón hàng nghìn lao động từ nước ngoài trở lại làm việc. Trong đó thì có nhiều người từ các nước có dịch COVID-19 bùng phát như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Việc kiểm soát và giám sát y tế và cách ly những lao động nước ngoài này đang vô cùng quan trọng. Nếu như xuất hiện người bị COVID-19 thì hậu quả sẽ khôn lường. Và sau đây là ghi nhận của chúng tôi tại tỉnh Bắc Giang, một trong những địa phương tập trung đông khu công nghiệp có người nước ngoài làm việc nhất trên cả nước. Là một trong những đơn vị đến từ Đài Loan, Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải hiện sử dụng một số lượng lớn chuyên gia đến từ Trung Quốc. Số lao động người Trung Quốc trở lại làm việc ngày càng đông, do đó cũng gây ra lo sợ về dịch bệnh cho những nhân viên làm tại tập đoàn này. Số lượng cán bộ người Trung Quốc ở tập đoàn rất là lớn, cho nên là em cảm thấy khá là lo ngại khi tiếp xúc với các sếp người Trung hàng ngày. Thật ra thì cái tâm lý chung của tất cả mọi người mà khi mà tiếp xúc với những người mà nó có gần cái ổ dịch thì là đều rất là lo ngại. Nhưng có lo ngại đến đâu thì cũng không thể nào mà, ví dụ như là
không thể nào mà ở nhà suốt, đóng cửa suốt được, bọn em vẫn phải đi làm, nên là chính vì vậy nên bọn em phải tự phải phòng vệ cho chính bản thân mình. Bắc Giang hiện có 5 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, sử dụng 125.000 lao động, trong đó có trên 4.600 lao động nước ngoài, chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Ngày 16 tháng 2 năm 2020, Tổ giám sát liên ngành đã được thành lập tại Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, có nhiệm vụ phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn, rà soát toàn bộ người lao động có yếu tố nguy cơ dịch tễ để đưa đi cách ly. Hiện trên địa bàn tỉnh có 2 lao động Trung Quốc chưa hết thời gian cách ly. Theo cũng chỉ đạo chung ấy, thì chúng tôi cũng sẽ xem xét, cũng chỉ đạo các doanh nghiệp là trước hết là phải hạn chế sử dụng số lao động và tại cái vùng dịch. Đồng thời cũng khuyên cáo doanh nghiệp là phải trang bị các cái khẩu trang y tế trong cái quá trình làm việc giữa lao động nước ngoài ở Việt Nam. Chúng tôi đã tuyên truyền để cả hai phía, đối với doanh nghiệp thì tỉnh đã họp với những doanh nghiệp mà sử dụng lao động Trung Quốc để hướng dẫn họ và cũng để họ ổn định cái tâm lý. Còn đối với người dân thì cũng đã có cái tuyên truyền những cái biện pháp và cũng thông báo công khai những cái giải pháp mà tỉnh thực hiện để người dân cũng yên tâm với cái biện pháp mà chính quyền đã áp dụng. Với những lao động người Hàn Quốc làm việc tại Bắc Giang nhưng tạm trú tại Hà Nội và Bắc Ninh, Bắc Giang cũng phối hợp với Sở Y tế các địa phương trên thực hiện cách ly tại Hà Nội và Bắc Ninh theo quy định trước khi quay trở lại làm việc tại Bắc Giang. Trong thời gian tới, với những lao động Trung Quốc hay Hàn Quốc, Nhật Bản khi nhập cảnh vào Việt Nam từ nước thứ ba như Campuchia cũng sẽ được giám sát chặt chẽ theo quy định của Bộ Y tế. Người nước ngoài đến lao động và làm việc tại Việt Nam trong thời điểm này thì cũng cần được giám sát y tế một cách chặt chẽ. Vậy công tác này được triển khai ra sao tại Bắc Giang? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên với ông Trần Văn Sinh, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang về nội dung này ngay sau đây. Vâng, thưa ông, vậy thì đối với những cái lao động người Trung Quốc khi mà được yêu cầu đưa đi cách ly thì họ đã có phản ứng như thế nào ạ? Vâng, các cái đối tượng người nước ngoài về thì lúc đầu là chúng tôi cũng xem xét thấy đủ cái cơ sở thì cũng là trình chủ tịch ban tỉnh ban hành cái ra quyết định cách ly theo đúng quy định. Thì lúc đầu thì các đối tượng này cũng họ cũng có những ý kiến là đến thì cái cơ sở đấy yêu cầu là phải đảm bảo như là khách sạn, thế rồi thậm chí là yêu cầu có cả wifi. Thế những cái đấy thì cái mà chúng tôi thấy là cũng khó, là trong cơ sở của, trong cái điều kiện của tỉnh thì chỉ bố trí được những các cái phòng cho người nước ngoài là có đủ các cái điều kiện như là nóng lạnh, tivi, thế rồi các cái giường chiếu, chăn màn đảm bảo đủ điều kiện, thế là được rồi. Thế nên là sau đó thì họ cũng thấy được là yên tâm. Tức là có nghĩa là lúc đầu thì họ cũng không đồng ý với cái việc cách ly và họ yêu cầu là phải có cơ sở vật chất tốt hơn như ở khách sạn ấy. Thì sau khi mà cái đợt đầu tiên thì là chúng tôi có quyết định là 15 trường hợp, thì mấy ngày đầu thì họ cũng có những cái đòi hỏi như vậy. Thế rồi chế độ ăn uống. Thế nhưng còn này sau cái hết cái đợt đó thì là vừa rồi thì mới có 2 trường hợp thì họ cũng chấp hành nghiêm chỉnh thôi, không có phản ứng gì. Vậy thì đối với những cái lao động Hàn Quốc thì sao ạ? Người Hàn thì là đa số là các cái số anh các cái số họ đến đây làm việc và họ ở Bắc Ninh, ở Hà Nội. Thế chính vì vậy mà chúng tôi cũng không quản lý được. Đấy là chỉ có thông báo cho các doanh nghiệp là các anh sẽ thông tin cho họ là những đối tượng ở vùng dịch mà về Bắc Giang làm việc là chúng tôi sẽ yêu cầu là tập trung cách ly. Thế chính vì vậy mà họ cũng không đến làm việc nữa. Thế họ cũng nói là họ sẽ thực hiện cách ly ở các địa phương như là Bắc Ninh, Hà Nội. Thế và chúng tôi cũng đã làm cái thông báo là danh sách các cái đối tượng của người Hàn Quốc làm việc tại ở Bắc Giang và sang làm việc ở tỉnh Bắc Giang cũng như là nhập vào Việt Nam trong vòng 14 ngày, đề nghị phối hợp với Bắc Ninh, Hà Nội để theo dõi quản lý những đối tượng này. Tính đến cái thời điểm hiện tại thì Bắc Giang cũng chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19. Bên cạnh cái yếu tố may mắn thì cái việc kiểm soát và cách ly ngay tại địa phương khi mà phát hiện ra những người lao động trở về từ nước ngoài có phải là một trong những cái yếu tố khiến Bắc Giang đến thời điểm này vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh? Vâng, thì đến thời điểm này thì Bắc Giang cũng chưa ghi nhận một trường hợp nào dương tính. Thế thì
nó là một cái yếu tố may mắn, nhưng mà phải nói là cái sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, từ đồng chí chủ tịch đến các đồng chí phó chủ tịch tỉnh, là luôn luôn là quan tâm đi kiểm tra cũng như là xem xét. Rồi hàng tuần chúng tôi đều phải giao ban như tại ban chỉ đạo của tỉnh để nghe báo cáo của các thành viên ban chỉ đạo và các huyện, và đặc biệt là có những cái nội dung nào mà nó có thể dự báo trong thời gian tới như nào thì đã có những giải pháp để triển khai làm sao để hạn chế một cách là tốt nhất. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của VTC16.